Người thứ ba. Đến một ngày em làm việc với một khách hàng, nói chuyện một hồi sau tự nhiên em nhìn qua cái màn hình điện thoại người khách hàng để trên, giống vợ mình quá. Giới thiệu đây là bạn gái và là sắp cưới. Em giật mình à. Em mới hỏi thêm thì mới biết nói là anh này tìm hiểu bạn này và có đi ăn chung với lại ba mẹ của cô gái này luôn. Em có tác động vật lý nhẹ cái thì lúc đó cô ấy cũng đánh lại em và đòi bóp cổ con em nữa, mà con em nhỏ xíu mới 2 tuổi. Thì khoảng 10 ngày sau thì trong lúc em đang ở trong bối cảnh thì có một người bạn chạy vào nói: "Ê, nhìn bên đường thôi, khách sạn sao giống, tôi thấy giống vợ mày đi với một người khác vô khách sạn quá." Và khi đó thì em có chạy qua thì em hỏi: "Ủa, tại sao lại đi với anh này vào khách sạn?" Thì tại vì hai chồng vẫn chưa ly hôn anh. Em cũng có níu kéo lại thì và cái anh kia chạy lại cầm cái cây tán vào đầu em. Xin chào các bạn đến với chương trình Người Thứ Ba. Trước mặt tôi là một chàng trai mà có thể nói là quần áo, đầu tóc, mặt mũi để cứ gọi là cái tính nghệ sĩ tràn ngập. Nào, xin mời chàng trai tự giới thiệu về mình và sẽ trình bày câu chuyện. Dạ, thì năm nay em 40 tuổi và công việc hiện tại của em là diễn viên và ca nhạc sĩ. Diễn viên và ca nhạc sĩ? Dạ. Ôi mọi ơi, người ta một thứ đã đủ chết rồi, ông lại thấy ba thứ. Thế câu chuyện của em là gì thế? Dạ, thì trước đây thì em có một đời vợ. Đến khi mà con em được 2 tuổi thì bắt đầu vợ em thay đổi, đi sớm về khuya. Rồi trong cái chuyện vợ chồng thì bắt đầu nó thưa dần đi. Nói chuyện với chồng thì cũng có những cái lời hơi khó nghe. Đấy thì bắt đầu em cảm nhận được. Nhưng mà thì em nghĩ thì chắc là sau khi sinh thì vợ mình cũng cần thay đổi, cũng cần một cái gì nó tích cực hơn. Nhưng mà em không nghĩ câu chuyện nó lại đi quá xa như vậy. Hai người yêu nhau bao lâu? Dạ, yêu nhau 2 năm. Cô không, làm nghề gì? Lễ tân khách sạn. Cô xinh đẹp không? Dạ, cũng nói chung mọi người đánh giá thì tầm cũng khá xinh. Thường lễ tân là xinh rồi. Dạ. Bởi vì nếu không đẹp người ta không để cái vị trí đó. Dạ. Khách sạn lớn hay khách sạn trung bình? Dạ, khách sạn cũng lớn, khách sạn 5 sao của nước ngoài. Đến từ khách sạn 5 sao thì dạ, văn hóa cũng cao đấy nghe. Dạ. Tiếng Anh giỏi nhá. Dạ, tiếng Anh cũng giỏi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Đến từ khách sạn 5 sao thì có những cái ưu thế sau đây này. Thứ nhất là ngoại hình khá. Dạ. Thứ hai là ngoại ngữ giỏi. Dạ. Và thứ ba là có một nguy cơ là tiếp xúc với nhiều người đàn ông sang trọng lắm. Dạ đúng, chính xác. Khách hàng của em cũng là một người trong kiểu vậy đó. Đúng rồi. Yeah. Thế nên là sao là suốt ngày tiếp xúc với đàn ông sang trọng không à? Yeah. Môi trường đấy nó rất hấp dẫn. Đến một ngày em làm việc với một khách hàng thì em nhìn, nói chuyện một hồi sau tự nhiên em nhìn qua cái màn hình điện thoại người khách hàng để trên. Khách hàng nữ hay nam? Dạ nam. Khách hàng nam. Thì em mới thấy sao cái trong cái hình nền nó sao một cái người con gái mà nhìn mặt rất là quen. Thì mình nói: "Ủa, giống vợ mình quá vậy." Thì là cái hình nền đó là hai người chụp chung. Thì em mới hỏi, em có hỏi sơ qua thì nói là giới thiệu đây là bạn gái và là sắp cưới. Em giật mình à. Như là bạn gái và sắp cưới thì em hỏi là có tìm hiểu kỹ chưa thì nói là tìm hiểu kỹ rồi. Thì em hỏi tên gì này kia thì nói đúng tên, đúng tên, đúng công việc này, đúng mọi thứ chỉ trừ cái địa chỉ là không đúng. Thế sao lại có sự vô tình kỳ lạ thế? Dạ, giống như là đang bị trùng. Em mới hỏi thêm thì mới biết nói là anh này tìm hiểu bạn này và có đi ăn chung với lại ba mẹ của cô gái này luôn. Bắt đầu câu chuyện anh thấy bắt đầu tự nhiên bắt đầu em cảm em bắt đầu em nổi da gà. Em nói: "Ủa sao, tại sao nó đi sai như vậy, mình hoàn toàn không biết gì hết và giống như mình là con rối vậy." Đến đây thì anh Hoàng chưa? Dạ, em có con 2 tuổi. À. Em có về em hỏi vợ em thì vợ em nói là chỉ là đi ăn với bạn bè thôi. Em nói: "Ủa sao đi ăn với bạn có cần phải thân thiết vậy không? Gì đâu mà dẫn ba mẹ của mình đi ăn với bạn nữa." Hết, nó lại có câu chuyện nó đi quá xa. Thì mới là giận em. Giận em thì hai chồng cũng có gây lộn rồi. Giống như kiểu em hơi nóng tính, em có tác động vật lý nhẹ cái. Thì lúc đó cô ấy cũng đánh lại em và đòi con em nữa. Mà con em nhỏ xíu mới 2 tuổi. Nói chung là những hành động không có được tốt. Thì nói qua nói lại thì cô ấy mới giận bỏ về nhà. Thì khoảng 10 ngày sau thì trong lúc em đang ở trong bối cảnh thì có một người bạn chạy vào nói: "Ê, nhìn bên đường thôi, khách sạn sao giống, tôi thấy giống vợ mày đi với một người khác vô khách sạn quá." Thì em mới thoáng nhìn qua: "Ủa thì vợ mình với ai?" Thì mới thấy là đi với anh khách hàng đó. Đang đi đâu mà tự nhiên lại có cái vụ đấy? Cái giờ em đang đi, đang quay phim, quay một cái bộ phim. Thì đối diện cái bối cảnh là một cái khách sạn. Hơi lạ đấy. Anh thấy có sự trùng hợp giống như là mình đến Anh nói trùng hợp bởi vì thế này nè.
Anh làm đạo diễn anh biết. Một cái đoàn phim nó ồn ào lắm. Thành ra là một người con gái mà đi qua một cái, thấy một cái đoàn phim trước cửa khách sạn mà nhìn vào là thấy chồng mình đang đóng, thì người ta sẽ không bao giờ vào cái khách sạn đó. Anh không hiểu sao lại như thế đấy. Không, thực ra thì tại vì cái giống như là cái bối cảnh nằm ở trong nhà. Em với bạn này thì đang ngồi ngoài kiểu đến giờ trưa mình ăn anh. Thì có như là nhìn ở ngoài thì có nhìn ở ngoài sẽ không biết ở trong bên trong đang có cái phim. Thì có xe đoàn phim để xa. Xe đoàn phim hơi khá xa vậy thì đóng mấy cảnh trong biệt thự á. Đó thì đối diện thì với lại chắc vợ em nhiều khi đang có kiểu đang tương tác với người kia nhiều hơn nên cũng không để ý bên này. Và cũng không để ý thấy mình ngồi đối diện luôn. Tại vì nó cũng cách một cái khoảng đường á. Và khi đó thì em có chạy qua. Thì em hỏi ủa tại sao lại đi với anh này ở sạn, thì tại vì hai chồng vẫn chưa ly hôn anh. Mình vẫn chưa ly hôn, chỉ là mới giận nhau rồi bỏ về nhà 10 ngày thôi. Cũng em cũng có níu kéo lại thì cũng có nắm áo, nắm quần qua lại. Và cái anh kia chạy lại cầm cái cây tán vào đầu em. Thì giống như là làm bất ngờ quá em, thì em không đỡ kịp. Thì em chỉ nhớ lúc đó là bắt đầu máu nó chảy xuống rồi, em đang mặc áo có sơ mi trắng nữa. Và bây giờ với cái vết trên mổ em trên đầu vẫn còn mấy vết mổ. Thì sau lần đó thì em quyết định ly hôn. Vợ em không giữ con nha, và em giành quyền nuôi con. Con gái cha? Dạ con gái. Vợ em nhất quyết là chia tay và đến với người kia. Và bây giờ thì hiện tại thì em đang quen một cô nhỏ hơn em khoảng 10 tuổi. Có biết rằng vợ còn đang sống với lại cái anh kia không? Dạ, em cũng không tìm hiểu nữa, tại vì sau đó thì mình cũng không có quan tâm nữa. Tại vì một người như vậy thì đã dứt tình rồi thì mà đã không nhận con nữa thì đâu có gì đâu mình phải níu kéo. Với lại tính em thì cái gì qua rồi thì em không có nhìn tới nữa. Mà cái đây bao nhiêu năm rồi ạ? Dạ cũng 3 năm rồi. Em với vợ em ly hôn 3 năm rồi. Em đang có một cái tình yêu mới. Dạ tình yêu mới. Còn cô như là em không biết. Anh không dám nói ly dị là có gì là đó bình thường. Nhưng phải nói là trong xã hội bây giờ thì ly dị nhiều lắm, đúng không? Theo em nghĩ câu chuyện ly dị của em nó có cái gì đặc biệt? Bởi vì lên chương trình Người Thứ Ba đó, thường nó có một cái uẩn khúc gì đấy, hay là nó có một gì đặc biệt gì đấy. Chứ còn yêu nhau rồi thì không hợp nhau, rồi thì thậm chí gây lộn, rồi ly dị thì nó bình thường, nó đầy rẫy ra đó. Em tự đánh giá là cái trường hợp của em nó sự kỳ lạ nó nằm ở đâu? Thực ra thì khi em có nói chuyện với cô ấy và nói chuyện luôn với ba mẹ cô ấy thì cái nguyên nhân mà em biết được là chơi em nghèo không bằng cái anh kia. Chơi nghèo á hả? Nhưng mà em bản thân em tự thấy thì em vẫn đi làm, em vẫn mua được cho ấy một căn hộ mà. Em và cô ấy và mẹ của em ở chung. Thì đã mua được một căn hộ thì cũng đâu đến nỗi là mình không có có thể là có em, được tài chính ấy. Căn hộ bao nhiêu tiền? Dạ tầm 2 tỷ mấy á, nằm ở quận nhất. Tức là chê em nghèo hơn cái anh kia, và kiểu cô ấy muốn bước lên một bước nữa hay như thế nào đó em cũng biết. Tại vì em cũng đi làm bao nhiêu tiền vậy em vẫn đưa cho cô ấy giữ. Và mọi thứ thì anh em đều để cho cô ấy tự quyết định. Nói chung là em chiều vợ. Bây giờ thật nghiêm khắc mà nói là đầu tiên nhìn thẳng mình này. Thì em nghĩ rằng là về đạo đức cũng như về nghề nghiệp các thứ, em có cái gì đó là hạn chế không? Thì chắc là em đi hơi nhiều thôi. Tại vì công việc của em thì nhiều khi đi quay xa, hoặc là em đi hát ở những tỉnh xa. Thì em có chắc là ít thời gian lo cho vợ. Em nghĩ là cái phần lớn là do mình cái khoảng cách thôi. Vậy thì có giờ em nghĩ rằng là thực lòng mà nói là mình thua kém vợ không? Hay là không nghĩ thế? Thua kém vợ thì chắc cũng không đến nỗi đâu. Tại vì sau khi vợ em sinh xong thì vợ em không còn giữ được cái phọt như vậy nữa. Thì em cũng có đi tập chung với vợ, nhưng mà cái thời gian đi tập không có nhiều. Không ai đang nói thua kém về mạch kiếm tiền hay là về văn hóa cơ. Về văn hóa thì cũng không đến đấy đâu. Tại vì em cũng nói chung là về hiểu biết thì em cũng khá hiểu biết khá nhiều. Còn em chỉ nghĩ là em kiểu em không có đáp ứng được những món quà sang trọng như là xe bốn cửa hay là một căn biệt thự gì đó. Còn có hồ bơi bên trong thì em nghĩ cái phần đó em chưa đáp ứng được. Tóm lại hai người sống với nhau mấy năm nè? Dạ 2 năm. Khi ta sống với một người con gái 2 năm đó thì ta biết thừa là cô ấy có phải loại hai vật chất hay không. Bởi vì rằng là trên đời này nó không có gì khó giấu bằng cái hai vật chất. Hai vật chất nó lộ liền à. Mà tôi xin nói thật là không phải xấu đâu nha. Bởi vì ham vật chất không có gì xấu. Chỉ xấu là khi ham vật chất mà vì cái sự ham đó mình làm những cái điều gì nó tệ. Hoặc là ham vật chất mà mình muốn đạt nó bằng những con đường phi pháp. Chứ còn ham vật chất cũng là một đức tính thôi. Tức là có những cô gái thích quần áo đẹp, có những cô gái thích xe, thích nhà to, và cô gái không thích.
Thì mình ở đây mình không bảo rằng là những cái cô gái tha vật chất, những cô gái thích ấy là xấu. Nó tùy thôi mà. Cũng có những cô gái thích làm lễ ông nghệ sĩ chẳng hạn, nhưng có cô gái lại thích lễ ông kỹ sư, và có gái lại thích lễ ông nhà giáo để cho nó yên bình. Thì mình cũng không so sánh được. Cho nên vấn đề là khi em sống với vợ 2 năm rồi á, thì em phải công tâm em nhìn em có biết là cô ấy có thích vật chất hay không. Thì em thấy có hay không nào? Em thấy là có. Nhưng mà ban đầu cái điều mà kéo hai người lại gần nhau thì chắc là ban đầu do cô ấy thích giọng hát của em. Em gặp cô ấy trong một cái buổi mà em đi hát ở phòng trà. Thì cô ấy đi nghe. Thì cũng có cơ duyên thì hai vợ chồng biết nhau từ đó. Rồi cũng tìm hiểu thì em cũng có nghe cô ấy đề cập đến là cô ấy cũng thích căn hộ này kia, thích có xe này. Thì em ban đầu em đã hiểu là cô ấy thích vật chất. Nhưng mà thì em cũng đã đáp ứng rồi. Xe có rồi, căn hộ có rồi. Thì nên sau này khi mà thời gian sau thay đổi thì tự nhiên cô ấy có muốn điều gì hơn nữa. Nhưng mà cô ấy, em lại không nghe cô ấy chia sẻ. Là bởi cứ thế tự, này... tự nhiên thay đổi rồi đó. Không 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 phải nói như thế này mà người ta sống người ta tinh lắm. Ví dụ như người ta biết rằng là cái sức em không thể đến như thế thì người ta không nói nữa. Ví dụ như thế này, căn hộ thì có hàng nghìn kiểu. 2 tỷ cũng có, và 20 tỷ cũng có, và 200 tỷ cũng có. Đúng không? Xe cũng hàng nghìn kiểu. Thì phải nói thật là nghe em kể và qua nghề nghiệp của anh thì anh cũng đoán chúng ta trong nghề với nhau mà, thì em chỉ cung cấp được những thứ nó cũng tương đối nhỏ thôi. Căn hộ hơn 2 tỷ, xe chắc trên dưới tỷ là cùng. Đúng không? Mà cái người phụ nữ này thì họ thích những cái sang hơn. Và họ biết rằng ông chồng không thể đáp ứng được nữa, vì cái sức làm ra tiền của ông ấy khi mà họ sống với nhau với ông ấy 2 năm thì họ biết rồi. Thành ra là họ nghĩ rằng thôi, cái ông này khép đi, đến đây. Và giờ nếu mà thấy một cái ông mới mà có cái khả năng ấy hơn thì họ đi theo, không có nì nèo em cái kia nữa. Thì đôi khi cái sự không nì nèo đó thì mình cứ tưởng là người ta đã bằng lòng, nhưng thật ra là người ta biết rằng có nói cũng không có đó, thì ta không nói. Mình nghĩ như thế này này, ví dụ như nếu như là có một người họ thích mình về âm nhạc ấy, mình có một bài hát hay ấy, thì sau đó họ muốn là có 2 bài hát hay, sau đó họ muốn có 3-4 bài hát hay. Nếu người họ thích mình là một cầu thủ bóng đá giỏi ấy, thì họ thích mình là năm nay được quả bóng vàng, năm sau cũng quả bóng vàng, thậm chí còn hơn nữa. Và nếu mình là một bác sĩ ấy, thì người ta thích là hôm nay là bác sĩ để rồi hôm sau là giáo sư. Nếu người ta thích mình vì là anh ấy làm ra tiền thì họ muốn rằng là anh ấy làm ra hơn nữa, đúng không? Thì trong cái khả năng này thì mình không làm ra hơn nữa được thì người ta thất vọng. Thì ở đây hãy nói cho rất là công bằng đi, điều đến người ta có sai không nhỉ? Thì sau cái sự ly hôn thì em hay nhìn bản thân mình, có nghĩa là em thấy em chưa đáp ứng đủ cho người đó. Đúng rồi, có là khán giả thế này này, nghe em kể và qua nghề nghiệp của em thì anh nghĩ thế này nè, em đang đáp ứng một cái điều rất trung bình với một cô gái ham vật chất. Mà khi mình đã cưới một cô gái ham vật chất rồi mà mình lại đáp ứng rất thấp, có thể rồi với rất nhiều những người khác thì cái giá trị đó rất cao, bởi vì cũng biết bao nhiêu con người không có căn nhà 2 tỷ, có đúng không? Nhưng mà thôi mình bỏ qua một bên, mà mình nói rằng là người ta ham cái đó mà mình không có đủ, mình không đáp ứng được, thì cái việc người ta bỏ đi là một sớm một chiều. Còn cái chuyện là mình dạy dỗ, bởi vì trong cuộc sống vợ chồng thì mình sẽ có một cái nguyên lý như thế này, đã là vợ chồng thì cùng đồng cam cộng khổ, đúng không? Sướng cùng sướng, khổ cùng khổ, chứ nếu mà cứ không sướng được thì bỏ đi thì nó còn gì là đạo lý nữa. Nói thế cũng được, nói thế thì đa số người ta đồng ý. Nhưng mà nếu mà nói thế này này, anh là chồng tôi và tôi là vợ anh, chúng ta phải luôn luôn nâng cao cái cuộc sống lên, và nếu anh không phấn đấu để nâng cao á thì tôi cũng không đồng ý. Cái đấy cũng được luôn. Em đồng tình quan điểm của bạn. Cái đấy cũng được luôn này. Anh nói cho nên anh nói mới nghe nhá. Nếu ta nghĩ sâu hơn nữa thì ngày xưa nó có một cái bộ phim mà nói như thế này này, có một cái cô gái bỏ chồng thì ra tòa thì mọi người bảo tại sao cô có thể bỏ chồng được, trong khi anh ấy rất tốt. Thì cô ấy nói như thế này, đúng, anh ấy rất tốt, nhưng mà tôi muốn một người chồng tôi là phải tốt hơn ngày xưa, mà anh chỉ tốt như cũ thôi, tôi không chấp nhận. Thì nếu mà nói thế có gì sai không? Không sai, đúng không? Nếu ta nói như thế thì không sai. Nghĩa là trong cuộc sống chúng ta phải tự nâng mình lên, chứ chúng ta không thể giữ nguyên một chỗ rồi chúng ta bảo đối phương rằng là phải bằng lòng với cái. Bởi vì khi người ta yêu chúng ta có ở mức này, nhưng mà rồi cứ mãi mãi chúng ta ở mức này rồi chúng ta bảo là phải bằng lòng là chúng ta ác. Chúng ta phải biết nâng, đồng thời chúng ta cũng đòi hỏi người kia nâng mà. Đấy, nếu mà nghĩ cho nó thật cao cấp thì nó là nghĩ như thế. Còn nếu mà nghĩ một cách bình an thì no đói có nhau, chia ngọt sẻ bùi, cũng là một cái đạo lý. Nhưng mà Hoàng thì theo cái phương châm là phải tốt lên. Còn có những người theo phương châm rằng là chia ngọt sẻ bùi, tôi tôn trọng họ. Khi mà đã phải dùng cái câu là chia ngọt sẻ bùi thì thường là cái cay đắng nó nhiều, chứ không có phải là cái ngọt với cái bùi nó nhiều đâu. Trên thực tế là như thế. Nghĩa là nếu ta không tốt lên được, mà ta cứ tốt như cũ ấy, thì ta vẫn mất hạnh phúc như thường.
Sau cái cuộc ly hôn này thì em gặp cái người con gái sau thì em cảm nhận được cô này hợp với mình hơn. Cô này kiểu mà yên phận anh. Yên phận hơn, nhưng mà như vậy có phải là chân lý hay không? Thì anh không tin. Cũng như em này, bây giờ em chưa là diễn viên nổi tiếng thì em mong có một vai nổi tiếng để đời. Giờ sau khi em có một vai nổi tiếng để đời thì em sẽ có muốn có hai vai, có đúng không? Em có muốn ba vai. Chứ em không thể nói rằng là này, tôi có một vai để đời rồi đấy, dùng tôi ngắm cái đó suốt thì làm sao được. Trên ở đây có những người họ nói thế này này, ông Lê Hoàng ạ, ông phải để cho khách mời nói, chứ ông hay nói quá. Nhưng mà tôi nói là có rất nhiều chương trình tôi để cho khách nói, bởi vì thứ nhất cái câu chuyện của họ rất dài và cái tâm tư của họ rất là phức tạp. Nhưng mà có những chương trình như chương trình này tôi đành phải nói, bởi vì em nói rất ngắn. Em lấy một người vợ, người ngựa vợ ấy ly dị em, mà em có cảm giác là người vợ đó ham vật chất, rồi em ly dị họ bởi vì em cảm thấy là cái mà mình mang lại cô ấy không hài lòng. Hết chuyện. Nếu anh không nói thì chúng ta ngồi im mà. Nhưng mà nếu đã nói thì phải nói cho đến hết. Là tại sao trong cái trường hợp này là mình phải trách mình trước. Và bởi vì như thế này này, chúng ta là đàn ông á, chúng ta có một cái nghĩa vụ này em ơi. Chúng ta phải nhìn cái tốt của người phụ nữ trước, chứ tôi không ta được nhìn cái xấu của họ trước. Cô ấy xinh đẹp, cô có trình độ, cô có đòi hỏi vật chất, đấy là những cái điều tốt. Đòi hỏi vật chất xin nhắc lại là một điều tốt chứ không phải xấu. Ai cãi thì tôi chịu, chỉ có điều là bằng con đường nào thôi. Thế thì mình không đáp ứng được kỳ vọng của cô đấy. Thì có những người mình không đáp ứng được thì cô ở, mà cô âm thầm chịu. Nhưng có người họ không đáp ứng được thì cô đi. Thì sau câu chuyện của vợ chồng em á, thì em cũng có một cái rút ra một cái bài học cho mình. Là em sẽ lấy một cô ấy cắn phận. Thì cái đấy nhiều người giải quyết như thế lắm. Thế là ôi trời, con nhỏ này tham lam, con nhỏ này đòi hỏi nhà to, con đòi hỏi xe đẹp gì. Bây giờ tôi sẽ lấy một cô chân chất, hiền lành, cái gì cũng vui, nhà nhỏ mấy cũng mừng, bởi vì nhà cô ấy còn bé hơn. Cái ô tô là sướng rồi, vì cô còn cái xe máy còn chưa không có mà đi. Thì cái đấy cũng là một cách sống thôi. Nhưng cái đấy có phải là cách sống mà một người đàn ông chân chính nên vươn tới hay không? Em hãy tự trả lời đi. Nên em tự thấy là em sẽ cố gắng nhiều hơn trong công việc của mình, để công việc mình phát triển hơn, để em không để lặp lại một câu chuyện như vậy nữa. Nhưng mà em đang làm cái chuyện em nói với anh thì ngồi với em thì anh nói thế. Nhưng em đang làm ngược lại là thôi, em đoán rằng mình sẽ không vươn được nhiều đâu, thôi mình lấy một cô mà nó gọi là cái cô đấy an phận, thế là an toàn. Nhưng mà biết đâu trong tương lai cô ấy lại thay đổi nữa. Thế đúng, cái khả năng thay đổi nữa là nhiều. Thế này này, cái khả năng một người có nhiều tham vọng trở nên an phận thì hiếm. Còn cái khả năng một người an phận xong lại thay đổi thì cao. Bởi vì sao? Ví dụ như là em lấy một cô gái ở dưới nông thôn lên, cô chưa bao giờ lên thành phố, cô thấy nhà cửa ngựa xe, cô vào căn hộ của em, cô thấy trời ơi sao mà sang trọng thế. Nhưng cô ở một thời gian thì cô mới phát hiện ra là căn hộ này chưa là cái gì cả, em chưa là cái gì cả. Thì cái chuyện đó là rất bình thường. Cho nên rằng là khi mà một người phụ nữ bỏ đi á, thì người đàn ông chúng ta phải tự nghĩ là chúng ta có lỗi gì. Đầu tiên chúng ta phải công nhận là sự đòi hỏi của người phụ nữ là chính đáng đã. Rồi sau đó chúng ta mới hỏi rằng chúng ta có đáp ứng được những đòi hỏi ấy không. Chứ còn rất nhiều người dựa vào cái này này. Tôi không làm gì xấu cả, tôi không giàu có nhưng tôi tử tế, tôi cũng có một cái tài sản mà cũng nhiều người không có, không đạt được, thì tại sao cô không bằng lòng? Nhưng cái việc họ không bằng lòng cũng không phải là lỗi, họ có quyền không bằng lòng ấy. Cái chỗ này nó rất tinh tế đấy nha, không biết em có hiểu không? Thì nói chung sau cái bài học này thì em cũng rút ra được rất là nhiều điều. Và em tự cảm thấy là em biết em phải nên làm gì để em có thể giữ được hạnh phúc của cái lần sau. Nói một cách thẳng thắn là đàn ông chúng ta phải thành công và thành công hơn nữa. Dạ, thành công hơn nữa. Thế thôi. Nếu chúng ta không làm thế thì chúng ta cứ than thân trách phận rồi chúng ta bảo bên kia xấu. Cái câu chuyện của em ấy phải nói là nó rất không drama nhưng nó rất drama. Nó không có drama là không có cái gì ghê gớm cả. Một người chồng lấy vợ rồi sau 2-3 năm rồi là người vợ đó đi với người khác, rồi người chồng đó ly dị, cô ấy cũng ly dị, hai người chia tay nhau. Hết, có gì drama đâu. Nhưng nó drama ở cái chỗ này. Đây là một cái drama nó rất là ghê, nhưng có điều nó âm thầm không nói ra. Đó là khi chúng ta không đáp ứng được kỳ vọng của nhau và đối phương không thể nói điều ấy ra được, nhưng mà trong lòng thì họ hiểu. Nhưng mà khi mà anh không đáp ứng được thì người ta không thể ra nói được, bởi vì nói như thế người ta tự cảm thấy là người ta tham lam và không biết bằng lòng. Bởi vì có một cái câu khẩu hiệu mà trong cuộc sống chúng ta hay dùng lắm, đó là muốn sống thì chúng ta phải an yên, chúng ta phải bằng lòng với những gì mình có. Câu đấy nó phổ biến kinh khủng và nhiều người mang câu đấy ra để mà an ủi mình và an ủi nhau. Hãy bằng lòng những gì mình có.
Nhưng mà sự thật bên trong lại khác hẳn. Thật ra không được. Yeah. Chúng ta phải tức tối với gì mình không có. Yeah. Chứ chúng ta lại bằng lòng với những gì mình có thì cái đời này chết. Yeah. Có đúng không? Dạ đúng, chính xác. Tại sao bài hát của người nhạc sĩ khác có 1.000 người hát, bài hát của em chỉ có 2 người? À. Em bảo là em bằng lòng những gì em có à? Thế anh kinh nhất cái câu là hạnh phúc là ở chỗ là chúng ta bằng lòng với những gì mình có. Câu đấy thì cũng có nhiều lúc đúng nhưng mà rất nhiều lúc sai, bởi vì cái câu đấy nó dùng để biện hộ và để thỏa hiệp và để bào chữa cho lời biếng á. Không, cái này nói thẳng thắn với nhau. Yeah. Nhé. Có nghĩa là nhiều khi nhiều người nghe chứ không biết tên tác giả luôn. Thế người ta không để ý tới luôn á. Mà nếu người ta không biết tên em thì vợ em phải biết được cái điều đấy chứ. Vợ em mà đi đâu người ta hỏi cô lấy ai, lấy ông đó, không biết. Em không phải là tồi tệ nhưng em chưa thành đạt, nói thật lòng như thế. Vậy mà biết mà mong mà cô gái ham nhà cửa, ham xe cộ cứ ở với mình. Đấy thì ly dị cô đấy, rồi bây giờ cưới tìm cách yêu một người con gái mà cái tham vọng nhỏ hơn. Bởi vì biết rằng là mình chỉ mang lại cái nhỏ hơn thôi. Nhưng mà lo ngại rằng nhỡ đâu cô ấy một thời gian cô ấy lại bắt đầu cô tham cái nhỏ, bởi vì cô chưa biết cái lớn là gì. Cô mà biết rồi thì coi chừng nữa. Thế thôi. Thế nên anh cho rằng cái số này nó rất hay, bởi vì nó nói lên một cái thực trạng mà tất cả phần lớn những người đàn ông chúng ta đều trốn tránh. Đó là chúng ta không thành đạt nhưng mà chúng ta muốn người vợ của mình chấp nhận điều đấy. Thì có người vợ chấp nhận mà có người vợ không chấp nhận. Vậy thôi. Chúng ta sẽ đề cao những người vợ chấp nhận, chúng ta gán cho những cái người vợ chấp nhận đấy nhiều cái sự hay, hy sinh này, rồi thì chịu đựng này, rồi thương chồng thương con này, rồi tần tảo này. Chúng ta gán cho những cái sự chịu đựng nó nhiều danh từ mỹ từ rất hay. Rồi chúng ta gán cho những người không chịu đựng mà đòi những cái dịch, những từ xấu, ham hố này, tham lam này, chạy theo vật chất này. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta bỏ những câu ấy đi mà chúng ta có một câu là tất cả con người đều có quyền chạy theo hạnh phúc và đòi hỏi hạnh phúc càng ngày càng nhiều thì chúng ta sẽ đồng ý, thì chúng ta lại chẳng thấy những cái đức tính kia là có gì xấu cả. Cho nên anh nghĩ cái số này hay đấy, mặc dù sẽ nhiều người chửi anh là thứ nhất nói nhiều hơn khách, bởi vì rằng em có nói được gì đâu, em chỉ nói thế là em hết rồi, và thứ hai là có vẻ bênh vực những người con gái tham lam. Anh cho là con gái tham lam không xấu nếu như là cái sự tham lam đó nó không hại đến ai. Dạ. Yeah. Sau cái số này thì em nghĩ thì rất là nhiều người đàn ông nếu mà xem được số này thì sẽ có được một cái động lực hơn anh, để có thể tiến thân thêm và phát triển hơn. Nhưng mà sẽ rất nhiều người đàn ông không có động lực. Yeah. Hoặc thất bại thì sẽ chửi anh. Yeah. Nói rằng nói như vậy là sao? Nói như vậy có nghĩa rằng là những cái gia đình mà không thành công, những cái ông chồng mà ấy là phải đáng bỏ à? Nói như thế thì còn gì nữa? em vẫn theo hướng anh Hoàng. Thực sự khi mà sau cái cuộc tình đổ vỡ thì em vẫn theo hướng của anh Hoàng là em vẫn muốn phát triển mình hơn. Mặc dù tuổi mình năm nay cũng mình có tuổi rồi. Anh nói cái này nhé, nói thật luôn nhé. Yeah. Em cứ thử tưởng tượng bây giờ em là một nhạc sĩ vĩ đại, biết bao nhiêu người tranh nhau hát, và em đang có một căn nhà, một cái tòa lâu đài, và em đang có 100 cái xe đi. Yeah. Em mở mắt ra thấy bao nhiêu cô đứng xếp hàng ở cửa. Yeah. Thì chắc em sẽ không bước lên số này. Đúng không? Dạ yeah, đúng. Nên là khi ta thành công á, yeah, là rất nhiều điều nó tự nó đến à. Yeah. Và bây giờ em có thể mở cái cửa ra xem bảo những cô gái mà đang trông chờ em đó là tất cả các cô đều rất tệ không? Các cô chỉ nhìn vào cái của cải của tôi không? Chứ các cô không hề yêu cái tâm hồn tôi không? Em dám mắng họ như vậy không? Yeah. Bởi vì của cải của em nó cũng một phần là tâm hồn em đấy. Em phải sáng tác hay thì em mới có tiền, em mới có người ta mới trả được, em mới được trả cao, em có trả cao thì em mới mua được cái xe đó. Yeah. Người ta nhìn vào cái xe đó là người ta nhìn cả hai thứ, đâu phải người ta chỉ nhìn cái xe không đâu. Nhiều người cứ tưởng rằng là đúng không? Yeah. Không có cái gì trong con người chúng ta mà nó lại không phản ánh cái tâm hồn bên trong cả, nó chỉ ít hay nhiều thôi. Trên thành đạt đi, cố gắng đi, phấn đấu đi trong nghề nghiệp, rồi mới sau đó mới quay ra trách cứ phụ nữ được. Chứ cứ rơi vào cái chủ nghĩa trung bình rồi mang cái câu gọi là đồng cam cộng khổ với lại gì ra để nói thì câu đấy đúng, nhưng đúng trong tùy hoàn cảnh và đúng trong tùy lúc. Chứ còn mang cái câu đấy ra mà chấn áp người ta suốt đời thì giết người ta đi cho rồi. Cái thực chất của em là em không thành đạt. Em có muốn một đèn cho người ta thấy mặt không? Dạ không đâu. Cảm ơn các bạn đã xem chương trình này. Và cái chương trình này tôi nghĩ từ thái độ của tôi nó hơi gay gắt và nó hơi kỳ lạ. Nhưng mà thế mới là tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.